Em xin giới thiệu, đây là đồng hồ đeo tay Sainam, đồng hồ thụy sĩ đến từ thương hiệu Rado, đồng hồ second hand, hàng đã qua sử dụng có mã số 139. Size của đồng hồ là 38 cả núm, chưa tính núm là size 36. Ngoại hình của đồng hồ đẹp tầm 95-98%, hầu như là đẹp xuất sắc. Em từng đấu giá và bán rất là nhiều mẫu đồng hồ thụy sĩ đến từ thương hiệu Rado, nhưng đây là cái đẹp xuất sắc mà em từng thấy. Tất cả đều nguyên bản, nguyên zin. Mặt số zin chưa vẽ lại, cọc số zin, kim zin, núm zin, đồng hồ automatic chạy tự động. Ngay vị trí 12 giờ, có chữ Rado và phía trên là logo hình mũi neo, logo nổi. Phía dưới hình mũi neo là một viên đá ruby rất là lớn và đẹp. Cái hình mũi neo này mình có thể xoay được nha. Và ngay vị trí 3 giờ là lịch của đồng hồ, lịch đỏ quanh năm. Đối với các bác nào làm ăn hay là mình tin vào phong thủy thì mua những đồng hồ này vô cùng thích hợp. Lịch đỏ quanh năm nên mình đeo đồng hồ này sẽ dẫn đến may mắn quanh năm. Và ngay vị trí 6 giờ là cặp logo cá ngựa, logo nổi Golden House. Em bao bộ máy chuẩn xịn thụy sĩ Quickmax đến từ thương hiệu Rado cho các bác sử dụng. Cọc số nổi bắt sáng rất là đẹp, các bác thấy cọc số nè. Các bác yêu thích đồng hồ thụy sĩ, yêu thích thương hiệu Rado và mình yêu thích cái vẻ mới đẹp của đồng hồ mang lại thì không thể bỏ lỡ cái đồng hồ này. Để các bác xem chi tiết trên đồng hồ nè, từ chữ Golden House, từ logo cá ngựa cho tới lịch, cho tới cọc số và logo mũi neo, tất cả đều đẹp xuất sắc. Vỏ của đồng hồ bọc vàng 20 mét rong, còn sáng bóng rất là đẹp, dây đờ mi mạ vàng. Mẫu này lên tay rất là sang và đẹp xuất sắc. Đây mình còn xem ngoại hình của dây đồng hồ. Núm zin trên đồng hồ có dập nổi logo hình mũi neo như vậy. Và các bác thấy cái góc cạnh của đồng hồ nè. Thông thường á, mẫu Rado bọc vàng này á, theo năm tháng nó sẽ mòn cạnh. Nhưng mà cái đồng hồ Rado này cạnh còn rất là đẹp và bén như vậy. Có thể là cái đồng hồ Rado này chủ trước của nó ít khi nào đeo trên tay để sử dụng, nên độ mới đẹp của đồng hồ này đạt tầm 95-98% và bén cạnh xuất sắc như vậy, nên rất xứng đáng để các bác mua về mình sưu tầm. Và đây em dùng cái kính lúp zoom cận cảnh độ nguyên bản nguyên zin của đồng hồ này cho các bác tham khảo trước khi mình quyết định mua hàng. Khi mình nghiêng qua thì mình sẽ thấy logo hình mũi neo trên cái kính của đồng hồ. Đây là kính zin theo máy của đồng hồ. Thông thường kính đã thay mới thì nó sẽ không có được cái logo mũi neo dập nổi phía trên đồng hồ như vậy. Và phía dưới mặt kính của đồng hồ là cây kim dây, kim giờ, kim phút cũng có logo hình mũi neo đến từ thương hiệu Rado. Mình zoom cận cảnh lên, mình sẽ thấy được hai cái hình mũi neo cùng một lúc trên mặt kính và dưới kim giờ, kim phút, kim dây. Và các bác xem ở vị trí 12 giờ, logo hình mũi neo đẹp xuất sắc như vậy đây. Và đây trên tay em là một cái mẫu đồng hồ Rado Golden House đang bán tại Việt Nam với giá là 17.500.000. Bên em chuyên săn hàng đấu giá nên khi mà em đấu được giá tốt thì em sẽ bán ra giá tốt để các bác sử dụng. Nên em đảm bảo giá bên em bán ra bao tốt nhất có thể để các bác mua về mình đeo, mình sử dụng, mình theo dõi giờ và mình sưu tầm. Hoặc là sau này các bác không muốn đeo nữa, mình bán lại vẫn có lời. Và bây giờ em sẽ mở bộ máy của đồng hồ cho các bác tham khảo. Và đây là mặt trong của nắp đậy bộ máy của đồng hồ. Cái nắp còn mới chang chát, rất là đẹp. Rado Watch Quick. Đầy đủ thông tin và số series của đồng hồ 45100037. Và đây là bộ máy của đồng hồ. Đọc vào mắt mình là chữ Rado 25 Savell. Bộ máy còn đẹp tầm 95-98% như vậy, rất xứng đáng để các bác mua về mình đeo và mình sưu tầm. Ngay cái vị trí cây nhiếc mà nhân viên em đưa vào á, có chữ Squid. Và xung quanh là số series của cái đồng hồ. Và bây giờ mình cùng xem kết cấu bộ máy của đồng hồ nha. Bộ máy vàng có giá trị sưu tầm rất là cao, đẹp xuất sắc, mới chang chát như vậy, cực kỳ xứng đáng để các bác mua và đeo theo dõi giờ hàng ngày.